Dạ, em chọn sao? Chúc bạn thành công với câu hỏi 20 điểm và là một câu hỏi vật lý như sau. Tại sao có trường hợp diễn viên xiếc ngồi trên yên ngựa đang phi nhanh, diễn viên đó nhảy lên cao mà khi rơi xuống lại vẫn đúng vào yên ngựa? Diễn viên đó gặp may à? Bạn vừa chọn ngôi sao hy vọng nhưng bạn không gặp may tí nào khi gặp về câu hỏi này. Đó chắc chắn không phải là đáp án rồi. Xin mời các bạn khác ạ. Xin mời Xuân Phong. Thưa chị, là theo em thì đây là diễn viên xiếc ngồi trên yên ngựa đang chạy nhanh. Thì diễn viên xiếc và ngựa là chuyển động với cùng vận tốc. Suy ra là diễn viên xiếc với ngựa, diễn viên xiếc trong hệ quy chiếu gắn với ngựa là đứng yên, nhưng khi nhảy lên cao và rơi xuống thì vẫn đúng với yên ngựa. Vâng, điều này thì chúng ta không nên thử bao giờ. Chỉ những diễn viên xiếc thì mới nên làm và mới làm được điều này. Khi nhảy lên cao thì theo quán tính, vận tốc của diễn viên xiếc vẫn giống như vận tốc ban đầu, tức là bằng với vận tốc của ngựa. Và đó là lý do vì sao họ nhảy lên cao và khi rơi xuống thì vẫn rơi đúng yên ngựa, chứ không phải là do may mắn. Và với câu trả lời vừa rồi của bạn Xuân Phong được chấp nhận. Chúc mừng Xuân Phong vừa có thêm 20 điểm. Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng của An Nhiên. Xin mời bạn hãy trở về vị trí.